Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang ở thôn Ngọc Trì của xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với bà con nhân dân ở trên thôn Ngọc Trì. Đặc biệt là có 9 hộ dân ở bên trên khu biệt lập trên cao nhất và có 8 hộ dân ở khu dưới này và rất là nhiều bà con vào trong khu các bản biệt lập ở trên đấy để canh tác, trồng cấy, chăn nuôi. Ngày hôm nay thì Feang đến đây để khởi công làm con đường mang tên con đường đoàn kết. Buổi sáng là xi măng đã tập kết ở đây rồi và một phần cát sỏi đã trở lên đấy để sáng nay làm lễ khởi công ở trên tít trên khu cao nhất. Thì con đường là làm từ trên xuống các bác. Thì ngày hôm nay thì cũng là một ngày vô cùng đặc biệt với bà con nhân dân, đó là có sự tham gia từ phía chính quyền địa phương, đặc biệt là về phía huyện có các cấp lãnh đạo trên huyện và xã nữa, có các cấp lãnh đạo ở xã và có rất là nhiều anh chị em đoàn viên thanh niên và có các hội, hội phụ nữ, hội nông dân và các cơ quan đoàn thể đến giúp chung tay làm con đường này. Bây giờ Feang sẽ mời các bác đi lên trên con đường và xem làm cái lễ khởi công và bà con đổ trực tiếp như nào. Cái phần xi măng thì ở đây rồi, tập kết ở đây và có bạt là tối tre nên là ngày hôm nay là xe họ sẽ chuyển hết lên. Bây giờ cái khu vực này nó rộng nên là để đây. Bây giờ Feang với mấy anh em là di chuyển lên trên. Đây là đoạn đầu con đường các bác. Feang với em Vũ là bây giờ hai anh em là không dám đi xe của Feang lên, sợ là cái mấy đoạn cua kia chưa đi được. Tính ra là xe Như Chí bền hai cầu là đi được rồi các bác. Giờ là phải đi bộ lên trên này, nếu mà tí mà gặp xe máy cẩu máy xúc này hoặc là máy chở xe chở cát này đi lên thì mấy anh em sẽ đi cùng lên các bác. Vừa nãy có thông báo là chở được khoảng 40 bao xi, 50 bao xi lên rồi. Bây giờ xe lại quay lại chở cát. Giờ là Feang phải đi bộ lên các bác. Đoạn này không, vừa nãy cũng cố đi xe ô tô lên nhưng không đi được. Bà con nhân dân này tập trung ở bên trên này để chuẩn bị là đổ vật liệu sang xuống cát với cả xuống xi măng. Có một tin rất là vui, sáng nay Feang mới nhận được tin, sáng nay là sáng 18 của các cô, các bác ở dưới Hà Nội gửi lên số tiền. Đây này, thì để Feang xin phép được đọc cho các bác biết là cô chị Trần Thị Huyền và bác Phùng Thị Hương ở Hà Nội là giúp 1 triệu làm đường. Bác Từ Thị Hiền ở Hà Nội giúp là 500.000 làm đường. Bác Nguyễn Thị Mai Thanh ở Hà Nội giúp là 500.000 làm đường. Các bác này đã giúp đợt trước là làm trên kênh Feang, làm ở con đường hạnh phúc các bác. Đây, thì những cái máy bây giờ là theo chủ trương đổ ấy, thì chúng ta sẽ đổ giáp về bên ta luy này. Đấy, còn bên vực này thì chúng ta chưa đổ vội. Đấy, là bởi vì bên này lên nó chưa chắc ấy. Đây là cái khúc cua các bác, khúc cua thứ 3 từ dưới lên. Cũng rất là trân trọng cảm ơn bác Hùng Mai, bác Mai Thanh, bác Hiền và mọi người đã giúp cho bà con nhân dân ở đây có một con đường tương lai sau này mọi người đi học, giúp cho bao cát bao xi. Thì hiện tại vẫn còn cần rất là nhiều xi để giúp là làm hoàn thiện con đường này. Con đường này thì là mới nhận được khoảng 28 tấn xi, mà tổng số xi măng mà có thể là làm hoàn thiện con đường này tính sơ sơ nó cũng khoảng 72 tấn, có nghĩa là thiếu khoảng tầm 40 triệu nữa, 50 triệu nữa để có đủ xi măng cho con đường này. Rất là mong quý khán giả, các bác, các mạnh thường quân giúp thêm cho con đường này. Đây, chỗ này thì nó có đất thôi các bác. Đấy, những đoạn ở bên vực này thì là có cây vầu, cây tre nó chắn lại nên là không sợ đá nó lăn xuống. Giờ mời các bác lên cùng với Feang nên là xem bà con là khởi công làm con đường ở trên này. Ui may quá các bác, có anh công an viên nên đón Feang. Feang trên đấy bà con đông không? Đông. Thế à? Bây giờ chờ cát. Ai à? Anh cơ ơi, còn một người nữa anh ơi. Anh trưởng thôn. Chào nhá, chào anh nhá. Dạ vâng ạ. Còn một anh nữa nhá.
May quá, đang đi bộ lên đây. Bọn anh đến đâu chưa? Đến lúc 7 giờ. Đến từ lúc 7 giờ rồi à? Vừa nãy là mọi người xuống xi đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ. Vừa lại đi bộ lên xong là lên một đoạn thấy đường đẹp quá, thế là định lấy ô tô đi lên tiếp, nhưng mà đi lên một đoạn thì lại phải lùi lại. Nếu cố tình lên thì xe của phe một cầu không lên được. Hai cầu lên được mấy? Hai cầu thì còn lên được nhỉ? Dạ. Dạ. Giờ lên đấy khó quay đầu á. Dạ vâng. Có muốn chụp bãi. Dạ. Hôm nay được khoảng tầm 5-60 người không ạ? Nhiều ấy. Nhiều à? Bởi vì ngày xưa là bảo là lúc mà chưa ấy, bảo là mỗi người, mỗi nhà 1-2 người thôi. Nhưng mà sau đó là hôm nay là huy động lực lượng hết. Kia đến. Có lượng người nhưng mà vẫn hiểu được. Kia là các bác đoàn viên à, phải không ạ? Các bác người đồng dân, người dân. À, tại thấy mặc quần áo đoàn viên với cả quần áo dân quân, công an. Rất là tuyệt vời. Mỗi một lần được tham gia làm một cái công trình nào đấy thì có sự đóng góp tích cực từ các bạn đoàn thiện viên thanh niên này, có hội phụ nữ này, hội nông dân này, rồi công an này, dân quân này, mọi người cùng ra quân với bà con, một phần tạo động lực, một phần giúp bà con về cái tinh thần, rất là phấn khởi. Bà con trên này chưa bao giờ nghĩ được một con đường như này đâu ấy. Chưa có cái đường bé, đường kinh bé. Dạ vâng. Ai cũng mong muốn là có một con đường để sau này trẻ con, đặc biệt là trẻ con đi lại. Con đường thì tất cả Phèng với cả các bác, các anh, các chú làm. Sau này mọi người như Phèng thì già đi, nhưng con đường nó sẽ còn mãi mãi cho trẻ con, cho những người bà con nhân dân ở đây đi lại. Các bác này bây giờ mới lên đấy chứ nhỉ? Vâng. Dạ. Vừa lên vừa chào bằng nước. Dạ. Vừa đi vừa sửa. Chào cô nhá. Ôi, chào chị nhá. Như kiểu các chào chị nhá. Chị là cô giáo à? Chào nhá. Nhìn giống cô giáo. Dạ. Thế là có anh đi quay xuống đón mọi người đi, em đi bộ đi. Đây với một sao đấy. Dạ vâng. Em cầm móc khoa mới. Ngồi xe đi luôn không? À vâng ạ, thế đi. Thế thì chào các chị nhá. Em đi trước đây. Thế là bảo là cầm hộ quốc cho anh à. Ở dưới kia là bà con đang gặt lúa. Lúc đầu mà đi khảo sát, đi làm con đường bên này ấy, thì thực sự các bác là không thể hình dung ra sau này con đường nó lại rộng như này. Đấy, cốt rộng nó rộng như này. Đấy. Đó. Thế là làm ở chỗ kia đúng không? Dạ vâng ạ. Ở dưới à, đây các bác. Ui đây rồi, xem ở đây đi. Chào các chị nhá. Dạ vâng, chị đến đâu chưa? Bây giờ là đang chờ cát thôi nhỉ? Dạ vâng, cháu vừa mới lên đi bộ một đoạn để được các anh ấy đón. Dạ vâng, các bác thì là đang ở dưới lên ạ. Ở dưới dạ vâng. Các chị là ở dưới thôn Ngọc Trì ở dưới này. Dạ vâng. Có phải là trong hội phụ nữ hoặc là hay là người dân đấy ạ? Người dân. À dạ vâng ạ. Chả biết các cháu này có hội phụ nữ, cô già rồi, người dân. À, bà là hội người già rồi nhỉ? Dạ chứ. Dạ.
Không có ai về thì bà cố về còn cắt ruộng chia trong ấy. Thế là bà là có đất ở trên này à? Vâng, ruộng đấy. À ruộng à? Các chị là cũng có ruộng ở khu trên này hết đúng không? Dạ. Không có ruộng nào hết. Dạ. Hôm nay thôn Huy Đồng ấy. Huy Đồng một ngày hay là một buổi. Vâng, để giúp bà con trên này đổ đường. Dạ. Đợt trước các bà lên đây thấy đường nó đi khó khăn đúng không bà? Bà chờ một thời gian nữa thì đường nó sẽ đẹp bà. Trước thì làm nương ở đây đấy, nương ở đây đấy. Dạ. Đường đấy này có thôi. Đường đẹp đi thôi, còn bọn cô, bọn cháu, các cháu đây là không có nương ở đây. Dạ vâng, thì thi thoảng lên bản chơi ạ. Chủ yếu là chủ yếu là bà con ở trên này, đợt trước là... Thi thoảng đi thăm hỏi bà con tí. Dạ. Ngày trước mà cán bộ đi lên trên này tuyên truyền vận động là cũng mệt lắm, đi nó xa ấy. Đường nó bé bé. Đường bé, đường xấu. Bây giờ chờ thêm mọi người đến để làm lễ khởi công đổ đường các bác nhé. Tám hộ ở trong này thôi, nhưng mà những cái hộ mà có đất thì kia là nhiều ngoài không? Tám hộ, tám hộ ở ngoài kia, tám hộ ngoài kia. Cứ toàn thể buổi lễ thực hiện kế hoạch số 63 ngày 2 tháng 10 2023 của Đảng ủy xã Minh Sơn về việc triển khai tháng dân vận năm 2023. Thì hôm nay Đảng ủy tổ chức lễ phát động ra quân tháng dân vận năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Bắc Mê và chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Thì đến dự với buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu về phía huyện có đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Tổ trưởng Tổ công tác cấp ủy huyện phụ trách xã đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Đến dự với buổi lễ, xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Quân Văn Quốc, trưởng ban dân vận huyện ủy, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Và còn có các đồng chí là thành viên tổ công tác cấp ủy huyện phụ trách xã, phóng viên đến đưa tin buổi lễ, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Về phía xã là có đồng chí Triệu Văn Minh, huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt đến dưới buổi lễ là có đồng chí Hoàng Cao Phong, Phê Vlog, đồng chí từ thiện chương trình hỗ trợ cái tuyến đường cho bà con ở nhóm Quốc Tài, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Đến dưới buổi lễ còn có các đồng chí lãnh đạo thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, trưởng phó các ban ngành đoàn thể, các ông bà trưởng ban công tác mặt trận và các chi bộ trưởng của các thôn, đặc biệt là có mặt đông đủ bà con nhân dân ở thôn Ngọc Trì đến buổi lễ, đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo với chương trình buổi lễ thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Triệu Văn Khang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy lên có đôi lời phát biểu buổi lễ. Xin trân trọng mời hoạt động. Thưa đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Thưa đồng chí Bùi Văn Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban dân vận Huyện ủy. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, thành viên tổ công tác cấp ủy huyện, của xã. Kính thưa đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Kính thưa toàn thể bà con nhân dân tham dự buổi lễ phát động tháng dân vận ngày hôm nay. Hôm nay thì trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ đảng vận năm 2023, lập thành tích chào mừng 40 năm thành lập huyện Đông Mê và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Thay lời các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, xin được nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu đã dự và chỉ đạo buổi lễ. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể buổi lễ lời kính chúc sức khỏe, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn bản luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhân dân bài trừ các hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo chỉ thị số 09, nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đề án 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê được nhân dân hưởng ứng và thực hiện. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội xã cũng luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên cơ sở thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm cấp ủy giao, duy trì chương trình ra quân mỗi tuần một việc trên địa bàn, làm mới 3 nhà ở, mở mới 1,6 km đường nội thôn và xây dựng 1 nhà bán trú lớp học và 1 cây cầu dân sinh, vận động nhân dân hiến trên 8.000 m2 đất
để xây dựng các cái công trình phúc lợi xã hội, thực hiện hiệu quả quy chế chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của các cái tổ dân vận. Bên cạnh những quả đạt được thì cũng còn một số tồn tại hạn chế, đó là cái công tác tuyên truyền bài trừ các hủ tục phong tục tập quán lạc hậu trên địa bàn xã thì còn chuyển biến chậm, và một số tổ dân vận thì hoạt động thì cũng còn hạn chế. Kính thưa quý vị biểu, thưa toàn thể buổi lễ, và để công tác dân vận của xã ngày một phát triển cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tại buổi lễ này tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội tới thôn thu hoạch vụ mùa, triển khai vụ đông xuân phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi gắn với chương trình ra quân mỗi tuần một việc. Hai, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghị quyết số 27 ngày 1 tháng 5 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Đề án số 02 ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban thường vụ ủy về cải thiện đám tang còn đỡ bà hơn. Xin cảm ơn đồng chí. Kính thưa các quý vị biểu, thưa toàn thể đồng chí, ngày hôm nay thì đến dự với buổi lễ phát động của ta hôm nay thì rất là vinh dự. Có đồng chí Lê Vĩnh Cường, Phó Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân huyện, Tổ trưởng Tổ công tác cấp ủy huyện, phụ trách xã đến dự cũng như là chỉ đạo cái buổi lễ phát động. Sau đây thì xin trân trọng kính mời đồng chí lên phát biểu cũng như là chỉ đạo buổi lễ. Kính mời. Kính thưa các đồng chí đại biểu và thưa toàn thể bà con nhân dân của thôn Ngọc Trì, hôm nay thì tôi rất vui mừng là đến dự cái lễ phát động hưởng ứng cái tháng dân vận cũng như là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập huyện, mặt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Cũng báo cáo với bà con là buổi sáng nay thì cũng vừa đi dự khánh thành cái cầu qua suối của thôn Bình Ba, phải nói là một công trình cũng rất là ý nghĩa, có cái sự giúp đỡ của các cái đơn vị tài trợ thông qua cái kênh YouTube của anh Nguyễn Đức Thắng, và bây giờ thì được dự cái hoạt động mà xây dựng một cái tuyến đường cho một cái xóm của thôn của chúng ta, thì cũng là thông qua cái kết nối của kênh YouTube của anh Phèn Phèn, có thể nói là rất là ý nghĩa mà giúp cho bà con sẽ đi lại thuận lợi. Thì tôi đề nghị là có lẽ là riêng Minh Sơn nên là một trong những xã đầu tiên mà chúng ta tổ chức phát động cái tháng dân vận, thì cũng rất biểu dương các đồng chí, và cũng rất mong nên là việc phát động điểm ở tại thôn Ngọc Trì của chúng ta thì sẽ làm cái cơ sở để đảng ủy tiếp tục chỉ đạo có tất cả các thôn trên địa bàn xã của chúng ta để tổ chức cái phát động hưởng tháng dân vận cũng như là các cái hoạt động để hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện và chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Và tới đây thì chúng ta cũng đã có kế hoạch rồi, để gắn vào đó chúng ta hôm nay thì chúng tôi cũng thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện rất là cảm ơn anh Phong, chủ kênh của YouTube Phang Phang, đã kết nối với các mạnh thường quân và đã hỗ trợ kinh phí để mà cùng với xã, cùng với thôn để mở được một tuyến đường rất là ý nghĩa như thế này để giúp cho bà con. Và có lẽ là cái tuyến đường này tôi nghĩ rằng là tuyến đường hết sức là ý nghĩa đấy, kết nối yêu thương của các đồng chí như vậy. Thì tôi cũng rất mong là xã chỉ đạo và thôn và đặc biệt là bà con nhân dân ở trong thôn thì chúng ta sẽ cố gắng đóng góp công sức và xử lý các cái vấn đề liên quan đến đất đai vân vân để chúng ta làm sao mà nhanh chóng đổ bê tông để hoàn thành cái tuyến đường này. Và tôi biết là xã cũng đã hỗ trợ thêm cái kinh phí để tham gia cùng với cái sự huy động của chỗ kênh Phang Phang đấy. Mình mở đường thì cũng mong muốn để thông thương để bà con đi lại thuận lợi nhưng mà phải an toàn, nếu không mà đi nó không an toàn thì không được. Thì tôi xin có một số ý kiến như vậy và rất là biểu dương thôn Ngọc Trì của chúng ta, rồi biểu dương xã Bình Sơn, các ông chí đã hết sức là chủ động để chúng ta phát động những cái hoạt động cụ thể như thế này trong cái tháng dân vận, hết sức là ý nghĩa. Và nhân dịp này thì cũng xin được hỗ trợ thêm cho bà con một ít kinh phí để tặng cho bà con tham gia làm cái tuyến đường này, nó không nhiều nhưng mà gọi là góp thêm một phần thôi, đúng như lời hứa với anh Phong trước.
Xin mời trưởng thôn lên, bí thư chi bộ thôn lên. Bình tuổi nhé. Cho bà cho Bí thư đồng chí Lê Mạnh Cường, phó bí thư tỉnh hội đồng nhân huyện, thưa Bùi Văn Quốc, trưởng ban dân huyện và kính thưa tất cả toàn thể các đồng chí và bà con. Thì hôm nay thì thôn Ngọc Trì cũng rất là vinh dự được sự quan tâm của các cấp đảng ủy tổ chức cái lễ phát động tháng dân vận năm 2023. Thì báo cáo với các đồng toàn thể đồng chí thì hôm nay thì trong không khí chào mừng tháng dân vận thì hôm nay tất cả các vị lãnh đạo, các bà con có đến đây đông đủ. Thì thôn Ngọc Trì hôm nay rất là vinh dự là sẽ quyết tâm thực hiện cái tuyến đường này trong tháng dân vận để chào mừng ngày chào mừng đại biểu mặt trận các cấp của huyện Bắc Mê nhiệm kỳ 2024-2029. Không biết nói gì hơn thì thay mặt bà con nhân dân thôn Ngọc Trì nói chung cũng như không giống của bài nói riêng cũng là trân trọng cảm ơn nhà tài trợ và các mạnh thường quân, đặc biệt là kênh Phanh Phanh Vlog đã tạo điều kiện để mở được con đường như thế này, nhưng mà cũng là duyên trên trong cảm ơn. Bảo các cái đàn lên Phanh Phanh chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo tí. Bảo Quyết lại đây. Đây này. Chú Quyết là chú hỗ trợ 20 triệu. Đấy à, chú Quyết đâu? Hỗ trợ 20 triệu mở đường. 20 triệu hả? Quá. Vâng, bác giảng à Quyết. Mua cho đơn nắng. Mày áo ra đẹp trai cho nó. Dạ. Anh ơi, mời. Cứ đội nón được. Dạ, cháu. Cháu. Công trường. Cho viên đàng hoàng chưa? Đấy, em là đoàn viên rồi nhá. Đoàn viên. Tuyệt vời. Dạ. Quốc đây, Minh đây. Đấy, mỗi người góp sức một tí vào là bà con có cái con đường nữa. Đấy, còn ai nữa không? Mời mời cụ cao tuổi vào đây. Dạ. Phát lên đây. Cứ cầm cả Quốc cũng được. Cứ để khăn được. Nguyên lãnh đạo bí thư vệ xã Minh Sơn nghỉ hưu. Tôi mong bà con sớm làm cho cái công trình thì cho nó xong sớm. Ừ. Còn anh Phen Phen thì tiếp tục huy động. Dạ vâng ạ. Thêm. Dạ vâng. Dạ cảm ơn bà Quyết nhá. Vâng. Dạ. Ừ. Cháu cảm ơn chú ạ. Dạ. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Dạ. Cảm ơn anh nhá. Dạ. 10 triệu thôi. Dạ. Cháu cảm ơn chú. Nhá. Cháu cảm ơn chú. Vâng vâng. Và đây là bà con sẽ nhóm này đi lại thuận lợi này. Và bà con của Ngọc Trì mà có đất đai cho ở đây mình sẽ vào mình sản xuất tốt hơn. Ở đây trồng mía, trồng nhất. Đấy, anh em lại đi vào lên. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, cháu vâng ạ, cháu đi ra sau vâng ạ. Chú ơi, chỉ cháu ra sau nhé chú nhé. Dạ vâng ạ. Dạ tí cháu ra sau. Dạ ăn cơm. Dạ vâng ạ. Cháu ở đây một tí cháu ra sau chú nhé. Em ra sau nhé. Dạ. Em ra sau nhé. Bây giờ đi lên trên Lùng Quốc nữa. Tí em ra sau nhé. Vâng nhá. Đi vào Bình Phan ăn cơm. Vâng ạ. Có. Anh em ra sau đi. Chị ơi thế nào tí nữa cát là cho đổ giật đây xuống nhá. Đây cứ cho đổ giật đổ theo xuống dưới. Cát thì không sợ nhưng mà sợ cái xi này nó mưa cái xi này là có bao tải cái bạt ở dưới kia rồi. Là mình phải che vào không là hỏng hết. Thế là chỗ này được mấy chục bao rồi? Bảo 40 bao rồi đúng không? 2 tấn. Là xi măng thì nên đến đây rồi các bác, nhưng mà cát thì là chưa lên được. Đấy là cũng bây giờ bắt đầu đổ cát lên. Đấy xong là tí nữa thì mọi người là đổ. Chị đổ bê tông đổ từ ngã ba này đi anh. Mình đổ từ trên xuống nhỉ. Mình đổ từ trên xuống. Đổ từ trên kia xuống. Ừ. Là từ đầu đường mình đổ giật từ trên xuống dưới. Đấy các bác là hôm nay thì là cũng có một phần là do tối hôm qua là đường nó sạt. Đấy xong đó là không kịp để mà chở cát lên đây để làm lễ mà khánh thành khởi công, xong đó là mình là tiếp tục là mình đổ luôn vật liệu. Đấy là buổi chiều thì mới có được, hôm nay mới lên được xi các bác. Đấy, cũng là do là thời tiết là trên này nó thay đổi, mưa gió nhiều quá. Tí nữa cát lên thì chị xuống nhá. Là bố trí phân bổ đổ cát đây, xong là buổi chiều bà con mình đổ đi. Đây có ván đây này. Đấy. Là bền thì nó sẽ người trực tiếp ở đây. Đấy, bền buổi chiều là nó sẽ đo 1,5 m từ trong ra.
Đấy. Như tôi hôm qua anh Biển ấy bảo là tối 8 giờ còn gọi bà cho chị bảo là ơi, thế cái đống xi để dưới đường có bạt chê không? Thế chị có đi chị có biết đâu. Từ hôm qua nó muộn quá, thực ra là hôm qua 8 giờ bắt đầu xi mới chở từ dưới lên, là mình tăng bo từ dưới lên. Nói chung là nó cũng hơi gấp, hơi vội một tí. Nên là cái này thì là mai bền nó ở nhà thì là bắt đầu nó sẽ khởi công cho bắt đầu là đổ từ trên kia xuống. Đấy, Phèng là cũng có một chút công việc là bây giờ Phèng phải xin phép quý khán giả các bác là đã bàn giao xong hết rồi, mình tập kết được xi măng này, tập kết được cát tí nữa đây này. Bà con nhân dân là bắt đầu đổ từ trên này thì bền sẽ quay tiếp là cái đoạn đổ cho các bác. Hôm nay Phèng lên cùng với các cấp chính quyền, các bác và cả bà con nhân dân để làm cái lễ phát động. Buổi chiều thì bà con sẽ đổ. Giờ Phèng xin phép chào các bác và thông báo cho các bác biết là con đường bắt đầu khởi công và bắt đầu là đổ từ trên dưới. Và một lần nữa Phèng xin được trân trọng cảm ơn bác Hùng Mai, cảm ơn có bốn bác ở đầu video Phèng đã nói rồi. Và bây giờ Phèng cũng mong muốn tất cả các quý khán giả, các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, mong mọi người giúp cho bà con nhân dân có những bao xi, bao cát. Bởi vì hiện tại là theo như dự tính ấy, nó hết khoảng tầm 72 đến 73 tấn xi, mà hiện tại là chỉ có 28 tấn thôi. Thì là đã có sự giúp là từ bên chính quyền địa phương, có cái vốn từ nguồn của giao thông của xã là góp một số tiền khoảng Phèng chưa rõ là bao nhiêu tiền, nhưng khoảng tầm 20 đến 30 triệu là để hỗ trợ cái công vận chuyển là từ dưới cát từ dưới kia lên đây, là cái cước xe các bác. Thì cái cần phần cước xe thì là cũng giải quyết được một phần rồi đó, còn đâu cái phần mà bây giờ hiện tại là đang cần xi măng. Phèng đang mong muốn là các bác gửi giúp cho Phèng giúp bà con nhân dân ở đây là xi măng. Bây giờ thực sự là đang rất là cần xi măng, cần đến 3, 40 triệu hoặc là 50 triệu là tiền xi măng nữa thì may mới đủ được tiền xi măng để mong cho con đường nó hoàn thiện hết. Phèng xin trân trọng cảm ơn. Và những cái số tiền các bác gửi thì Phèng sẽ công khai ở trên đầu video, bác nào ở đâu như nào. Giờ đây thì Phèng cũng xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèng. Xin chào các bác.